Hello, xin kính chào anh em và tất cả quý vị. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ bô di động rất tiện lợi, dùng Bluetooth hoặc là cắm jack 3.5 ly hoặc là dùng iPod nghe nhạc của Apple. Loa gồm có một adapter để sạc pin, một remote và đây là cái phần pin. Phần pin này chúng ta có thể tháo rời. Có thể cắm điện trực tiếp từ adapter vào bô xài liên tục, hoặc là chúng ta có thể dùng pin đây để di động, để mọi nơi, xài mọi nơi. Và đây là nó có một cái cửa, chúng ta có thể đóng ra đóng vào. Khi bình thường chúng ta dùng Bluetooth thì chúng ta mở ra, hoặc là chúng ta cắm dây 3.5 ly bên hông thì chúng ta đóng nó lại. Đây là bộ bô. Đây là full phụ kiện gồm có một remote điều khiển từ xa, một adapter, loa và một cục pin. Xin giới thiệu đến anh em một bộ bô được đánh giá cao trong rất là nhiều năm qua. Từ lúc ra đời cho đến thời điểm hiện tại thì em nó vẫn luôn luôn hot và chưa bao giờ nguội. Anh em có nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại 090 782 7899 để sở hữu em nó. Em chuyên bán các sản phẩm về bô. Hiện tại em đang có bô B502B, 502A đang trên đường về, đang trên từ đường từ Mỹ về. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em để chúng ta tìm hiểu thêm về các sản phẩm bô. Xin tạm biệt anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi clip.